mừng theo Thánh Matthew. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Elia. Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không. Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung, đá vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đổi sợ hãi và nói: Quả thật ông này là con Thiên Chúa. Thái độ theo Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu vào thành thánh để chuẩn bị bước vào cuộc thương khó và khổ nạn. Dân chúng hai bên đường hò reo: Hoan hô, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng vua Israel. Ấy vậy mà, vài ngày sau lại có những cánh tay, những tiếng hô đòi Phi-la-tô treo Đức Giêsu lên thập tự bằng mọi giá. Dân chúng theo Đức Giêsu bởi vì họ nghĩ người sẽ trở thành vua, giải thoát đất nước khỏi sự đô hộ của ngoại xâm và mang lại một cuộc sống thịnh vượng. Nhưng khi nhận ra người không trở thành vua như họ mong muốn, họ lại quay sang chống đối người. Đối lại với hai thái độ của dân chúng, Đức Giêsu hoàn toàn thinh lặng. Người thinh lặng để yêu thương và chấp nhận thái độ chọn lựa của mỗi người, dù đó là một sự chọn lựa mà người không hề mong muốn. Khởi đầu tuần thánh với biến cố Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem, mỗi tín hữu được mời gọi cùng bước theo Chúa trên hành trình thập giá của người. Trên hết, mỗi người cần phải trở về với cõi lòng mình, tự xét lại thái độ theo Chúa của bản thân và cảm nghiệm tình thương Thiên Chúa trên cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con xin tín thác toàn thân và những dự tính của chúng con cho Chúa. Xin Chúa dìu dắt, nâng đỡ và hướng dẫn chúng con trên mọi nẻo đường. Amen.